Hồi sáng giờ có Phật tử nào ghé chùa không bà? Không, không có ai rồi, con hồi ba nay không có ai rồi. Bên đây cũng tan nè. Dạ. Dạ em bên đây cũng tan. Cái ngõ xuống, xuống phụ. Phụ lên đồ qua, bưng đồ qua. Thời đi cũng tạm giam tới nay cũng gần cả năm rồi đó quý vị. Bởi khổ lắm. Bởi vậy thấy không, bà cô thầy khó khăn. Cuộc đời giờ hỏi ai. Đây bữa làm bạc mà gió mạnh quá nó cũng như cũ luôn rồi. Làm tấm bạc giờ nó cũng như cũ luôn rồi. Nó bung hết nó như cũ rồi. Gió với là nước nữa nó chứa sao mà chịu nổi nữa. Đóng đợi, đóng đợi. Nặng quá. Dạ. Nhiều quá nặng. Đúng rồi, bạc thì nó nặng quá nó bùng xuống lại. Đặt tạm có 2 ngày. 2 ngày bứt. Để nó để nó xuống mà xuống mở. Mà mở thúc ra luôn cái cột luôn rồi. Tối tối nó không có làm, chạy xuống. Tối tụi nó mới về. Dạ, tối ba ngủ một mình hay có ai ngủ chung với bà không? Tối ngủ một mình chứ có ai đâu. Tương cháu ngoại xuống ngủ. Không, đi làm rồi về. Ngủ mình rồi, để yên tĩnh. Mà mỗi lần kêu cửa bà khó quá. Kêu cửa cả nửa tiếng mới ra, không nghe. Đã sao rối rồi, quay mềm nạn lên là giờ tới chiều tới mai nữa là người ta cũng biết à, biết là xuống mắt cái gì là biết hết rồi, khổ nói. Đã cho nói nghĩ nhiều mệt nó không chịu. Nó còn thằng gái sống bà ngoại sống chơi trăm tuổi. Bà ngoại năm nay 78 rồi. Sống trăm tuổi, sống vài năm nữa chờ thời ra. Nó thấy bà ngoại bệnh cũng đau lòng buồn. Cái mẹ cái chở khá, mẹ chở khá uống thuốc. Ông thầy đi cứ giờ đi uống thuốc luôn, đọc luôn cái ai cái buồn. Bây giờ chùa không có ai hết, thấy cũng vắng vẻ không? Thầy đi rồi, sư cô nhớ thầy quá trời luôn. Sư cô nhớ sư cô cạo đầu luôn hả? Ừ. Cạo đầu luôn hả? Trời ơi, nóng được gần chết mà còn mặc cái áo khoác chi vậy không biết nữa. Trời nóng mà còn mặc cái áo khoác chi nên nó nóng thêm à. Ừ. Trời nóng mà còn mặc cái áo nên nó nóng thêm à. Nóng, nóng rồi ta đâu mặc. Lại cái hồi ngủ quá, ngủ quên rồi, phải cho cám mà còn cổ. Cám cổ nó không bớt ho nữa. Nó chuyện nhiễm mệt. Dạ. Ừ. Thôi bữa nay đỡ nè, lúc trước ho dữ lắm mà giờ ít ho nè. Cứ ho quá. Thế bây giờ có tiền nên sư cô uống thuốc đều đặn nên cũng đỡ ho. Có tiền rồi đi. Đi xuống khám rồi cũng năm trăm chứ bụng. Dạ. Năm tâm được liền thuốc me nữa có triệu triệu mấy à. Rồi khám bệnh viện Cô Chi hay Xuyên Á? Siêu âm mình nữa. Siêu âm mời mình. Rồi nó mua để thuốc coi bổ máu á. Dạ. Mình uống cho đỡ máu. Mất máu. Nói chung là ăn uống bồi bổ sức khỏe lên để gặp thầy. Đừng uống để cho khỏe, có sức khỏe. Để cài ống đi nè. Đừng uống có khỏe. Không có ống, khỏe.
bà đó là cũng ghê lắm, không nhiều chuyện. Bà hồi nãy đó hả? Bà Út đế xe, bà đế xe. Bà kêu bà Út chứ mày kêu bà xe, bà lấy mày liền. Mày dỗ mày liền, mày nói gì. Mình mà không hỏi bà cũng tùy. Người ta là hỏi bà, mình hỏi bà trước. Mà còn bắt con tùy dỗ. Ở dân ở đây thì không có khó lòng lắm, không phải chuyện gì đâu. Nhiều chuyện lắm, vì chuyện mặt mũi luôn. Đây, hoàn cảnh hoàn toàn của nơi của thầy Thích Tâm Phúc này. Dạ, vô ai không, người ta cũng biết thế rồi. Không biết. Thôi làm vô rồi là không mà trời. Bà chỉ nhận người quen bà mới cho vô đâu, mới cho vô đâu. Ngồi quán cà phê mặt là sườn mày biết không? Dạ. Mày lâu quá. Giờ không biết ai là ai luôn á. Cửa định nó, mày không biết. Có ai lạ là bà không dám mở cửa vô hả? Mày cứ ra cái tao biết. Nghe tiếng con là bà biết là ai luôn hả? À, cái này biết gì. Biết rồi con ai cháu ai. Các bà còn... không biết thì tao biết. Bà minh mạnh lắm. Cúc bay nữa, cúc bay rồi, cúc bay à. Nó là đó nó nói vậy rồi. Cúc bay gì nữa. Bà dễ thương quá trời luôn, đẹp gái quá. Nhiều. Bà có lỗ mũi rất đẹp luôn. Không, mệt quá. Đẹp lão quá trời luôn. Giờ con im để cho thầy về. Giờ ai nói gì là mình ra chứ chưa có thấy mặt về. Cho người về bà Hả về không về thấy mặt thấy tưởng mới tin tưởng. Giờ thiệt tình là ít có thả dấu ít nhiều. Giờ có lo cho thầy gì không bà? Lo xử gì không? Trở về dắt về cứ ngày tục lắm mới tin tưởng. Và sư cô nói là chờ thầy về mới tin tưởng, giờ không tin tưởng ai hết á. Giờ thật dễ dễ biết đâu mà lường à. Cái mấy này xử rồi. Cháu cho nó đi. Bà cũng đi luôn hả? Ở tòa án Củ Chi hả bà? Thằng công an cháu đó, đi dạ. Làm nghỉ ngày đó chở nó đi. Nó có mặt luật an, nó mặt luật thường. Dạ. Anh cho tao không biết. Là cháu ruột của bà hả? Ruột cháu ruột mà. Dạ, con cậu vải cũng cháu ruột. Nó cũng đi làm công an. Nhà kế bên khác nè, con người, cháu ngoại dạ. Nó cũng đi làm công an. Nó làm dữ cái trời. Nó làm chút kia á. Mà má bà ngoại nó cháu là ngoại. Đây là cháu nội. Dạ. Bà con vậy á. Dạ, ở mình lui thủi mình vậy đó, xong rồi mà vô buồn mà ngủ. Mà vô buồn ngủ là không ai gọi mà bà nghe đâu. Đập cửa cũng không nghe luôn quý vị nha. Bà lãng tai á, bà đâu có nghe gì đâu. Đây nè, xung cảnh chùa hoang tàn luôn. Hy vọng thầy xử nhẹ tội nhất có thể về sớm với bà. Hả? Thầy á. Dạ. Xử xong rồi hy vọng nhẹ tội rồi về sớm với bà. Trời ơi, cái chưa đi mày hỏi là cũng không biết. Buồn cũng không biết. B
bà đang buồn rầu, nhớ con ngày đêm. Mày hỏi ta sao ta biết, biết gì nói lo hỏi. Mày giờ mày biết mày gì là mày nói nghe. Thì con phải, con phải biết con rồi chứ con biết ai. Mình hỏi lại mình. Hỏi sao? Mình hỏi sao anh chị? Ý là con nói là thầy mong mong thầy xử tội nhẹ tội nhất có thể về sớm với bà, chứ con có biết thầy bao nhiêu tội, bao nhiêu năm đâu mà nói. Mình hỏi, mình hỏi mày ở đây ở nhà đây, mình hỏi hỏi sao bà biết đâu rồi. Biết đâu rồi. Giờ dọn bé hả? Giờ dỗi dọn bé. Phụ nữ quét chứ giờ con trai mà con biết gì quét. Trai trai vô chùa là làm cũng quả. Con trai cũng làm à, con bắt con cũng làm luôn hả? Trai gái cũng có ai làm, cũng biết được. Trời ơi. Ừ. Trai ngồi không mà. Ngồi không mà có lúc nào luôn đi. Con lâu lâu con mới ghé bà tự cho con ghé bà con trao tiền bắt con đi 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 quét rác là sao trời? Quét dọn cho nó sạch sẽ chứ còn nói gì. Bữa nào có Phật tử nữ á, sư cô biểu Phật tử nữ làm. Bà, nếu biết. Làm miếng hả? Gan tay. Thì biểu Phật tử nữ làm với nam sao biết làm rồi? Nói qua cũng mày, nói lại cũng mày. Nói thế cũng mày. Ngay thẳng cũng mày. Con hiền lành, chất phát, thật thà, dễ thương mà sư cô cứ chửi con miết à. Mình ráng tu tâm tu tánh cho người tốt đẹp, đừng có công bẹo. Mình ngừng công bẹo là một người không trên, trên trời dòm xuống không biết. Người nào không phải là người ta, là trâu chó mèo gỗ bào thai lên không cho con biết vậy. Người không nghe tránh nhà người, người có người nghe tránh không. Nếu mày cái gì về ra sao vậy đó. Giờ đã chiều rồi, lên mạng của mình đi về rồi, xuống cái đó là biết, là biết rồi. Lại lại ta nói rồi, lên đừng có quay. Thương bà cô rồi đừng có hành quay, lên, lên mạng luôn mà. Lên luôn. Gì gì để nói lên mạng ấy. Sư cô đi ăn trưa đi, nghỉ ngơi đi. Bác rồi ra, bác ra nằm đi ngủ à, rồi ngủ à, chứ còn không có ngồi hoài rồi. Đó, quét xăng, quét cộ đi với biểu con cái gì. Rác, quét rác đi, tự nhiên biểu con quét. Quét chân sạch sẽ luôn. Lá cây là gió, lá cây nó rớt lại. Gió hoài chứ bụng. Gió ráo ra sẽ chết đó. 1, 2 giờ, 3 giờ. 3 giờ cái đun thuốc. Thuốc rồi cái ra 4 giờ ra quét. Là ngày nào cũng uống thuốc bổ phổi hả? Uống thuốc. Uống thuốc rồi chưa. Chiều uống, dặn trưa, chiều tối luôn. Là thuốc, uống rồi. Là thuốc bác sĩ kê to hả? Hả? Là thuốc bác sĩ kê to bán đó hả? À. Có uống uống thuốc thêm thuốc bổ phổi không? Uống thuốc bổ quá. Mày mệt hồi mệt thôi quá mệt thở không nổi.
Ho nhiều là mệt hả bà? Ho dữ lắm, ho hôm Tết tới nay mà. Bà ho mấy năm rồi chứ đâu phải Tết ho gì? Ho quá, để ho lâu quá. Phải là mấy ho mình đi xuống khám liền ấy thì nhẹ đỡ. Với mình nó ngay mình không có tiền. Giờ có tiền rồi đó, đi khám đi. Giờ có tiền mới đi đó. Nhờ các con ba làm có tiền mà con đi đó. Đi mới xuống đi khám. Mà con Lan sao không ăn nhai hết mà sao cứ ngậm ngậm nhai hoài vậy? Ngậm cho nó không đau họng. Trời đất ơi, người ta ngậm kẹo the cho nó không đau họng, bạn ngậm con Lan. Kẹo ngậm á. Dạ. Bây giờ lên mạng tụi nó nói cằn nhằn dữ lắm, mệt lắm. Nó không có thích cằn nhằn rồi nói hoài nữa. Nó 1-1-2-2 nó qua nó lại hoài. Không có thích. Hồi xưa giờ không thích quay. À, có quýt hết quay của khách thịt hình gì đó. Dạ. Thôi sư cô vô nghỉ ngơi đi. Đây đi nhà nghỉ. Mà cho nhà mày về cái ông cửa quá cửa cây nghỉ chứ không. Thì giờ con đi về nè. Con về nghỉ, nghỉ. Nghỉ trưa chứ. Ở đó cái ông thuốc. Giờ thấy không ngồi.